Vâng, xin chào cả mọi người. Ngày hôm nay vui, rất là vui khi được đồng hành cùng với dự án Hot Online năm 2018. Đây là một dự án khá là thú vị. Bản thân vui là một MC, một chú hề luôn đồng hành với những công việc với các em thiếu nhi. Và phải nói rằng cái dự án này cảm thấy vui, rất là muốn được chia sẻ với cả mọi người. Và mong rằng là bức tranh gạo này sẽ được bán với giá cao để góp một phần nào đó hỗ trợ giúp đỡ cho các em, các anh chị cũng như là các bạn nhỏ bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông. Mình tên là Hạnh Sang, công việc hiện tại của mình là ảo thuật. Và hôm nay mình đến đây để trải nghiệm bức tranh gạo. Hôm nay rất là vui là hôm nay mình được góp một phần nhỏ để hoàn thiện bức tranh này. Và Sang mong là mọi người sẽ ủng hộ bức tranh để cho bức tranh này lan tỏa nhiều hơn nữa. Chào mọi người, mình là Nhật Hải, công việc hiện tại của mình là một nghệ sĩ diễn ảo thuật. Thì khi mà mình nhận được lời mời tham gia chương trình Mốt China này thì thật sự là mình thấy rất là thích và hạnh phúc. Thì bản thân mình thích rất những chuyện chương trình thiện nguyện, và đặc biệt là chương trình này là được trải nghiệm làm bức tranh gạo như thế này là rất là hay. Và đặc biệt hơn là sau khi làm bức tranh này, bức tranh sẽ đấu giá với giá, và đặc biệt hơn chương trình này là bức tranh này sẽ được trình bày cho các em thiếu nhi bị bằng hoàn cảnh hoặc là bị tai nạn. Thì công việc của mình hiện tại cũng là tiếp xúc với các em thiếu nhi rất là nhiều, thì thật sự mình rất là thích các bé. Tức là em cũng hay đi tham gia chương trình nguyện, tức là vì những cái chương trình dành cho các em thôi. Thì khi nhận được lời mời này là cảm thấy là ok, em nhận đồng ý ngay, bỏ hết mọi việc làm và chỉ một ngày trải nghiệm làm bức tranh này. Nó không hề đơn giản như vậy, em làm 2 tiếng đồng hồ trời ơi, được một cái núi. Dạ, rất là khó. Và khi bức tranh này hoàn thiện thì em hy vọng là mọi người sẽ đón nhận nó, và một anh chị hoặc một nhà hảo tâm nào mua một giá hoặc là cao xíu thì để cho cái số tiền của bên chương trình Mốt China được tặng cho các bé của mình.